Đất nước được giải phóng, cả nước hân hoan đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Thực hiện lời căn dặn của Bác, chúng ta đã xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Trong công cuộc kiến thiết đất nước ấy, có một phần đóng góp không nhỏ của các chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Họ là những người thầy, người cô vẫn ngày đêm miệt mài bên trang giáo án để ươm mầm cho những thế hệ tương lai. Họ là những người lái đò thầm lặng đưa những thế hệ học sinh đến bến bờ tri thức. Công lao dạy dỗ, nâng niu, dìu dắt của người thầy, người cô đối với mỗi chúng ta là không thể kể hết bằng lời. Thế nên, dẫu đếm hết sao trời đêm nay, dẫu đếm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy. Bài hát Người Thầy, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy được gửi đến chúng ta ngay sau đây qua tiếng hát của bạn Thành Trung cùng túp múa sẽ như gửi một lời tri ân tới những người nái đò thầm nặng nhân kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Xin kính mời quý vị đại biểu, các em học sinh cùng thưởng thức. Lặng lẽ đi về xưa.
chiều trên phố bao người đón đưa, dòng sông vắng bây giờ gió thưa, còn ai nhớ ai quên con đò xưa. Dù năm tháng vô tình trên bãi mai, có hay bao mùa lá rơi, thầy đã đến như mùa nhạt kia lắng sáng soi bước em trong cuộc đời. Vẫn nhớ những khi trời mưa rơi, vẫn chiếc áo xưa thoáng đôi vai, thầy vẫn đi buồn vui lặng lẽ. Dù năm tháng vô tình chưa mãi mãi, tóc xanh bây giờ đã phai, thầy vẫn đứng bên sân trường làm lấy soi theo bước em trong cuộc đời. Dù đêm lên sao về đến nay, dù đêm đến lạ mùa thu rơi, như ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy. Dù đêm hết xa chưa đêm nay, dù đêm hết lá mùa thu rơi, như ngàn năm làm sao em đếm hết công ơn người thầy.